Kính thưa chủ tịch đoàn, các thầy cô và các chị đồng nghiệp, em tên là Lê Thị Thanh Huệ, là bác sĩ nội trú nội khoa khoa 44 Đại học Y Hà Nội, hiện đang thực tập tại trung tâm mắt bệnh viện Bạch Mai. Sau đây em sẽ trình bày báo cáo về em về đánh giá thực trạng quản lý và chi phí điều trị bệnh nhân về quản tại đơn vị quản lý ngoại trú bệnh phổi mãn tính bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Bài trình bày của em bao gồm 3 phần. Phần 1 là tổng quan, phần 2 đối tượng phương pháp nghiên cứu, phần 3 là phần kết luận và kết quả bàn luận. Hen phế quản bệnh viêm mãn tính niêm mạc phế quản khá phổ biến và có xu hướng ngày càng tăng trên toàn thế giới. Theo GINA 2015 thì trên thế giới có 300 triệu người mắc hen và ước tính con số này năm 2025 là 400 triệu người. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Trần Thị Hạnh và Nguyễn Văn Đoàn thì tỷ lệ hen phế quản Việt Nam là 46%, tỷ lệ kiểm soát hen phế quản còn thấp, mức độ kiểm soát hen càng kém dẫn đến chi phí điều trị hen càng cao. Hiện nay thì chi phí điều trị hen mà cả chi phí điều trị lao và HIVS cộng lại. Hen phế quản là bệnh đa cực hình đặc trưng bởi viêm mãn tính đường dẫn khí, được xác định bởi các triệu chứng hô hấp như ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, và đặc tính của triệu chứng này thay đổi theo thời gian và cường độ cùng với giới hạn luồng khí thở ra lao động đặc trưng trên hô hấp khí. Với phân mạch điều trị hen phế quản theo GINA 2020 ạ. Theo GINA 2020 thì trên thế giới có 1 đến 18% dân số mắc hen. Tại Việt Nam năm 2010 thì tỷ lệ tử vong do hen giai đoạn 2005 cho đến 2009 ở Việt Nam là 3,78 trường hợp trên 100.000 dân. Và tại tất cả các tỉnh trên thành phố ở nước ta thì tỷ lệ tử vong do hen đang có xu hướng ngày càng tăng. Theo nghiên cứu trên thế giới, tại nghiên cứu của Bright và cộng sự trên 8.000 bệnh nhân tại 8 nước châu Âu năm 2014 thì cho thấy tỷ lệ kiểm soát hen tốt, kiểm soát hen một phần và tỷ lệ không kiểm soát hen lần lượt là 20,1, 34,8 và 45,1%. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Vũ Thị Hồng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng thì tỷ lệ kiểm soát hen tốt, kiểm soát hen một phần và không kiểm soát hen lần lượt là 26%, 36% và 38%. Chi phí điều trị hen nói chung hay chi phí điều trị trực tiếp nói riêng cũng tăng lên cả trên thế giới và Việt Nam. Chi phí điều trị dành cho bệnh nhân hen phế quản cao, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân nằm viện nội trú và nhóm bệnh nhân nhiều đợt cấp. Chi phí điều trị hen khác nhau các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, ước tính chi phí điều trị trung bình năm 2017 ở nước châu Âu và nước Mỹ lần lượt là 1.900 đô la Mỹ và 3.100 đô la Mỹ. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Võ Quang Trung và cộng sự trên Bệnh viện Quân y 175 giai đoạn từ 2013 đến 2017, thì chi phí điều trị đối với bệnh nhân hen ngoại trú và nội trú lần lượt là 64,9 đô la Mỹ và 141,2 đô la Mỹ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của em thì cỡ mẫu của em lựa chọn 74 bệnh nhân được tại phòng khám quản lý hen quản lý bệnh phổi mãn tính bệnh viện Đa khoa Đống Đa từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 9 năm 2021. Với tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân của em đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn từ 18 tuổi trở lên, chẩn đoán hen phế quản theo GINA 2020 và tự nguyện tham gia nghiên cứu. Đối với tiêu chuẩn loại trừ của em thì bệnh nhân mắc các bệnh lý nền nặng không được kiểm soát, bệnh nhân mắc hội chứng trầm lấp hen và COPD, bệnh nhân có các bệnh lý hô hấp như là giãn phế quản, lao gây tổn thương nhu mô phổi, lao nội phế quản, ung thư phổi hoặc tiền sử mắc các bệnh lý này và bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Cái thiết kế nghiên cứu của em là nghiên cứu tiến cứu lấy mẫu thuận tiện và phân tích dữ liệu dựa trên phần mềm SPSS 20. Đối với tiêu chuẩn nghiên cứu thì em lấy tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân theo hen phế quản theo GINA 2020. Phân độ kiểm soát hen phế quản theo GINA 2020 được phân thành 3 mức độ: kiểm soát tốt, kiểm soát một phần và không kiểm soát, dựa vào các đặc tính triệu chứng ban ngày, thức giấc ban đêm, nhu cầu dùng thuốc cắt cơn và giới hạn hoạt động do hen. Từ đó đưa ra kết quả như sau: tỷ lệ bệnh nhân nữ là 68%, 68,9%, nhóm nam 31,1% và tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu của em là 63,68% cộng 63,68 cộng trừ 14,35. Trong đó nhóm tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất đó là nhóm 60 đến 70 tuổi chiếm 44,6%. Mối liên quan giữa hen phế quản và giới tính tuy chưa được rõ ràng, tuy nhiên có nhiều giả thuyết cho rằng ảnh hưởng của nội tiết tố phụ nữ tới tiến triển của bệnh và sự đáp ứng quá mức của nữ so với nam, đặc biệt là sau tuổi dậy thì do ảnh hưởng của hormone giới tính. Các triệu chứng hô hấp thường gặp như triệu chứng ho thì chiếm 81,1%, triệu chứng khó thở chiếm sắp chỉ 80%, triệu chứng nặng ngực và khò khè chiếm lần lượt 74% và 69%. Về tần suất đợt cấp thì có gần 65% bệnh nhân không có đợt cấp nào trong một năm và 35% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu thì có từ 1 cho đến 11 đợt cấp trong một năm. Về đánh giá chức năng hô hấp thì chỉ số gan siêu giá trị trung bình của em là 55, còn giá trị FEV1 trung bình của em là 72%, tương ứng với 1,41 lít. Mức độ kiểm soát hen phế quản thì
Theo nghiên cứu của em thì tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát hen hoàn toàn, kiểm soát hen một phần, không được kiểm soát hen chiếm lần lượt 55,4%, 36,5% và 8,1%. Tỷ lệ kiểm soát hen này so sánh với một số nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu trong nước, như nghiên cứu của Vũ Thị Hồng năm 2015 thì tỷ lệ kiểm soát hen tốt, kiểm soát một phần và không kiểm soát chiếm lần lượt là 26%, 36% và 38%. So với một số nghiên cứu trên thế giới, như nghiên cứu của Bright và cộng sự thì nghiên tỷ lệ kiểm soát hen tốt, khi kiểm soát hen một phần và không kiểm soát hen chiếm lần lượt là 20,1%, 34,8%, 45,1%. Có sự khác biệt này là do người bệnh thì thường có xu hướng đánh giá quá cao mức độ kiểm soát hen của họ. Điều này có thể làm chậm trễ việc đưa ra các biện pháp can thiệp cũng như thay đổi điều trị cần thiết, từ đó làm nặng lên tình trạng hen. Về mối liên quan giữa mức độ kiểm soát hen và mức độ tắc nghẽn đường thở thì theo nghiên cứu của em thì đối với ở nhóm bệnh nhân có kiểm soát hen một phần mà không kiểm soát hen thì mức độ tắc nghẽn đường thở chủ yếu là ở mức độ tắc nghẽn nặng và trung bình. Về mối liên quan giữa mức độ kiểm soát hen và phân bậc điều trị thì theo nghiên cứu của em thì đối với nhóm bệnh nhân bậc càng cao thì mức độ kiểm soát hen càng kém. Ví dụ như nhóm bệnh nhân bậc 5 thì tỷ lệ kiểm soát hen một phần chiếm 18,5% và không kiểm soát được hen chiếm 16,7%. Trong nhóm bệnh nhân bậc 4 thì tỷ lệ kiểm soát một phần là 51,9%. Trong nhóm bệnh nhân không kiểm soát hen là 66,7%. Đối với chi phí điều trị trung bình của bệnh nhân hen thì đối với nhóm bệnh nhân không có đợt cấp nào thì chi phí là 4,8 triệu. Đối với nhóm bệnh nhân được đợt cấp điều trị ngoại trú là 5,07 triệu và đối với nhóm bệnh nhân đợt cấp điều trị nội trú là 8,78 triệu. Sự khác biệt này chỉ có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,01%. P nhỏ 0,01. Về mối liên quan giữa chi phí điều trị và phân bậc điều trị hen thì hen theo nghiên cứu của em thì hen bậc càng cao dẫn đến chi phí điều trị hen càng lớn. Đối với hen bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 thì sự khác biệt về chi phí có ý nghĩa thống kê đối với P nhỏ 0,01%. So với một số nghiên cứu trong nước như nghiên cứu của Phạm Minh Tuấn Kiệt và cộng sự năm 2019, nghiên cứu trên 71.987 bệnh nhân tại tham gia bảo hiểm y tế tại Việt Nam thì có chi phí trung bình của hen bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 lần lượt là 1,17 triệu, 3,3 3,22 triệu, 4,67 triệu và 9,23 triệu. Chúng em nhận thấy rằng chi phí điều trị hen tăng theo bậc điều trị và sự khác biệt này có ý nghĩa rõ rệt. Do đó, việc kiểm soát hen tốt, đánh giá tình trạng bậc và kiểm soát bậc điều trị hen sau mỗi 3 tháng điều trị, 3 tháng nhằm giảm bậc điều trị của bệnh nhân là mục tiêu ưu tiên. Qua đó sẽ làm giảm tải gánh nặng nền y tế và giảm chi phí điều trị quản lý hen nói riêng. Đối với mối liên quan giữa mức độ kiểm soát hen và mức độ bệnh thì mối liên quan giữa chi phí điều trị hen và mức độ kiểm soát thì trong nghiên cứu của em thì bệnh nhân kiểm soát hen càng kém thì chi phí điều trị hen càng cao. Bệnh nhân kiểm soát hen hoàn toàn thì chi phí điều trị một năm là 4,88 triệu. Kiểm soát hen một phần thì chi phí điều trị một năm là 5,26 triệu, không kiểm soát hen thì chi phí điều trị một năm là 8,36 triệu. Thì sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,04. Sau về mối liên quan giữa chi phí điều trị và mức độ nặng của bệnh nhân hen thì hen mức độ càng nặng thì dẫn đến chi phí điều trị hen càng cao. Ví dụ như là hen nhẹ thì chi phí điều trị một năm là 1,03 triệu, hen trung mức độ nặng trung bình thì chi phí điều trị một năm là 4,42 triệu và hen nặng thì chi phí điều trị trung bình năm là 6,52 triệu. Sự khác biệt về chi phí thì có ý nghĩa thống kê so với một số nghiên cứu trong nước như nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Ngọc Bảo Thi tại Việt Nam năm 2016 thì ước tính chi phí đối với mức độ nặng của hen hen nhẹ, hen trung bình và hen nặng lần lượt là 4,9 triệu, 1,7 triệu và 13,2 triệu Việt Nam đồng. Qua đó em đưa ra kết luận như sau: tỷ lệ bệnh nhân nữ trên bệnh nhân nam là 2,22, tuổi trung bình là 63,68 cộng trừ 14,35, số đợt cấp trung bình trong 12 tháng là 0,88. Các triệu chứng cơ năng thường gặp là ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, chiếm tỷ lệ lần lượt là 81,1, 68,92, 79,72 và 74,3%. Chỉ số gan sơ trung bình là 55 và chỉ số FV1 trung bình 1,41 lít, tương ứng với 72,6%. Bệnh nhân kiểm soát hen hoàn toàn, kiểm soát hen một phần không kiểm soát thì chiếm tỷ lệ lần lượt là 55,4,
4%, 36,5% và 81%. Về chi phí điều trị hen đối với bệnh nhân không có đợt cấp nào, đợt cấp điều trị ngoại trú và đợt cấp điều trị nội trú lần lượt là 48 triệu, 5,07 triệu và 8,78 triệu. Tổng chi phí điều trị trung bình năm của bệnh nhân phân theo bậc điều trị bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 lần lượt là 1,06 triệu, 4,42 triệu, 6,41 triệu và 7,16 triệu. Và sự khác biệt về chi phí đối với, phân theo bậc điều trị hen thì có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,01. Về tổng chi phí nhóm hen nhẹ, hen trung bình và hen nặng lần lượt là 1,03 triệu, 4,42 triệu và 6,52 triệu Việt Nam đồng. Và sự khác biệt về chi phí dựa trên mức độ nặng thì có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,01. Trên đây là bài trình bày báo cáo của em. Thì em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp.